Các em nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nha. Và các em hãy theo dõi hết video này. Đèn cái đèn. Wow, các bạn nhìn thấy gì không nào? Đây là một chú khỉ đúng không các bạn ơi? Rất là dễ thương này. Một chú khỉ rất là đẹp nha. Đây anh cho các bạn xem lại một lần nữa này. Rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Và các bạn hãy theo dõi hết video xem anh hướng dẫn này và tô màu chú khỉ này như thế nào nha các bạn. Và từ đây anh kéo vòng ngực lên này, kéo vòng mạch lên, rồi kéo xuống bo tròn này. Và trên này anh cũng kéo bo xuống, bo tròn lại này, rồi kéo xuống đây, kéo ra đây này, được chưa nào? Và từ chỗ này anh kéo, anh bo cong, kéo với điểm này, ok chưa các em? Và từ đây anh kéo vòng lên này, làm sao cho nó song song với cái đường ở trong nha. Rồi và đây anh kéo lên, kéo xuống, kéo lên này, kéo xuống này, kéo lên này, kéo xuống này, nhưng mà chúng ta kéo cong nha. Đây anh kéo cong xuống đây nối với điểm này, và từ đây anh kéo bo tròn bên này, anh cũng bo tròn, bo tròn lại hai cái tay này, bên trong anh cũng bo tròn lại này, bo tròn lại bên này, anh cũng bo tròn lại luôn này. Ơi ok chưa nào? Và đây anh vẽ hai cái lông mày, rồi hai cái lông mày nha, anh gạch một đường vẽ cong xuống kéo lại. Và đây anh vẽ đôi mắt này, anh vẽ một vòng tròn ở đây này, bên này anh cũng vẽ một vòng tròn này, hai đôi mắt rất là tròn đúng không nào? Và ở trong anh vẽ một hình tròn nhỏ, phía này anh cũng vẽ một hình tròn nhỏ luôn nha. Và ở trong này anh cũng vẽ một hình tròn nhỏ, tô đen lại này, và tô đen bên này lại, hai bên giống nhau này. Và đây anh vẽ một vòng lên đây, rồi hai đường này xuống này, anh tô đen lại. Và đây anh vẽ một đường ở đây, vẽ một đường vòng. Ôi ok chưa nào? Và tiếp theo là phía dưới này, từ đây anh kéo lượn lượn này, uốn lượn này, rồi kéo xuống đây. Bên này anh cũng kéo lượn lên, kéo xuống, rồi về điểm này. Và từ đây anh kéo ra đây, lượn này, được chưa nào? Đây anh vẽ những cái lông ấy, đấy anh vẽ những cái lông của chú khỉ. Và từ đây anh kéo vòng lên, ngược lên rồi kéo xuống đây. Rồi từ đây anh kéo ngược vòng này, kéo vòng về đây này, kéo vòng. Rồi từ đây anh bo cong, bo tròn, kéo về điểm này, ok chưa nào? Và phía bên này cũng y chang bên kia nha. Đây anh kéo vòng lên này, rồi anh kéo xuống bo về đây. Từ đây anh bo tròn, kéo về, bo tròn ta kéo vào trong, bo tròn kéo vào trong. Và từ đây anh bo tròn với điểm này, ok chưa nào? Và tiếp theo đây, từ trong này anh vẽ một đường xuống, thẳng xuống này, rồi kéo lên, thẳng xuống kéo lên này, thẳng xuống kéo lên, rồi kéo lên, bo vào trong kéo vào ra đây, rồi kéo xuống, rồi ngoặt lên ngoặt xuống, rồi đây anh kéo xuống đây, ok chưa nào? Và tiếp theo là anh vẽ đôi tay này, từ đây anh kéo ra này, rồi anh bo vào trong này, kéo bo vào trong, rồi kéo tròn bo vào trong kéo về đây, ok chưa nào? Và phía bên này cũng vậy này, từ đây anh kéo, anh bo tròn kéo về đây, kéo về đây này, rồi bo kéo lên đây, và từ đây anh nối lại với nhau này, đây, và từ đây anh cũng nối một đường ở dưới này, ok chưa nào? Và đây anh vẽ một vòng tròn ở bên này và vòng tròn bên này nữa nha. Và bây giờ anh sẽ tô đậm nha. Một chú khỉ rất là dễ thương đúng không các bạn ơi? Và chúng ta hãy lấy bút màu chúng ta ra và chúng ta tiến hành tô màu nha các bạn. Và bây giờ chúng ta tô màu này. Bây giờ chỗ này anh sẽ tô màu vàng này. Cái lông, những cái lông ở trên này anh sẽ tô màu vàng nha các em. Và cái thân này, cái thân ở dưới này anh cũng tô màu vàng luôn đấy. Màu này là màu vàng nhé các em. Các em nhớ nha, màu vàng này. Anh sẽ tô cho cái đỉnh đầu và cái thân của chú khỉ này nha. Một chú khỉ rất là dễ thương đúng không nào? Ok, và những hai cái hình tròn này cũng là màu vàng luôn. Và với cái viền tai này anh cũng tô màu vàng luôn này. Và tiếp theo là tới màu này là màu hồng cam này. Màu hồng cam là màu da của mình đấy. Màu hồng cam anh sẽ tô cho cái khuôn mặt này. Màu hồng cam đúng không nào? Màu hồng cam anh sẽ tô cho khuôn mặt. Các em nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nha. Và các em hãy theo dõi hết video này, xem anh hướng dẫn các em vẽ và tô màu như thế nào nha. Và chúng ta hãy cùng nhau học màu sắc này đấy các em. Và anh sẽ tô cho hai cái tai luôn này, và cái bụng anh sẽ tô luôn này, và những cái bàn tay, bàn tay anh sẽ tô luôn, và cái lòng bàn chân anh sẽ tô màu hồng cam luôn đấy. Anh sẽ tô màu hồng cam luôn nha các em. Ok, anh đã tô. Và bây giờ anh tô cái miệng màu đỏ này, và cái mắt chỗ này anh sẽ tô màu xanh dương này. Rồi anh đã tô xong này.